Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đã là người, ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Lời cầu chúc hạnh phúc là lời cầu chúc nhiều nhất mà con người dành cho nhau. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nhất trí với nhau đâu là nền tảng của hạnh phúc. Có nhiều người xây dựng hạnh phúc của mình trên tiền bạc, quyền lực, danh vọng, nhưng rồi không thiếu những vỡ mộng đắng cay khi mà người ta dường như đã có trong tay mình tất cả. Chuyện kể rằng có một thầy khổ tu vào rừng để hành xác, mong được lên thiên đàng. Ngày ngày có một cô gái đến cung cấp lương thực cho thầy. Khi đến ngày thầy phải rời khu rừng để vào hang sâu hoàn thành cuộc hành xác, cô gái đã đến để van xin: tại sao thầy không cho con diễm phúc được hầu hạ thầy? Và thế là thầy tu đã ngồi lại chỗ cũ. Đến khi cuộc hành xác hoàn thành, vị chúa tể đến báo cho thầy biết thầy đã đạt đạo và được phúc thiên đàng. Nhưng lúc bấy giờ thầy nói: từ lâu con không còn cần thiên đàng nữa. Vị chúa tể mới hỏi thầy rằng: vậy con muốn được phần thưởng nào quý giá hơn cả thiên đàng? Thầy tu bèn đáp rằng: con muốn được cô gái nhặt cội kia. Nước trời đáng quý, đáng trọng, đáng mơ ước là thế. Vậy mà thầy tu trong câu chuyện trên lại bỏ thiên đàng để ở lại với cô gái chặt cổ. Viên ngọc quý của ông sau bao nhiêu năm hành xác mới có được lại không phải là thiên đàng vĩnh cửu, mà là một xác phạm hay chết, một thụ tạo nay còn mai mất. Thật là ngu lắm thay, khờ dại lắm thay. Nhìn lại trong xã hội vô thần, thời đại giải thiêng và duy vật chất với chủ nghĩa tự do hưởng thụ, đâu chỉ mình thầy tu trong câu chuyện trên khởi dại ngu ngơ, đâu chỉ một mình ông bỏ hình bắt bóng. Những kẻ xem danh vọng chức quyền là viên ngọc quý, cả đời sống lùng tìm kiếm cho đến hao tâm tổn sức để rồi nó vỡ tan như bong bóng xà phòng, lại không phải khờ dại lắm sao? Những kẻ có tiền bạc của cái kho báu duy, là kho báu duy nhất trên đời, để bôn ba vất vả thu tích cho thật nhiều mà chẳng nghĩ đến ai, và khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng mang được một xu về bên kia thế giới, lại chẳng dại khờ lắm sao? Những kẻ đam mê khoái lạc, ăn chơi cho thoải mái, họ xem thế gian là kho báu, là viên ngọc quý phải thụ hưởng cho thỏa mãn, để rồi khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi sẽ phải khóc lóc nghiến răng muôn kiếp, lại không phải là kẻ dại khờ lắm sao? Những kẻ bất chấp luân thường đạo lý, giết cả cha mẹ, ông bà, vợ chồng, anh em con cháu để cướp quyền, cướp của, để giữ ghế, giữ chức, để trở thành nỗi ô nhục muôn đời không sao gột rửa, lại không phải là kẻ dại khờ lắm sao? Những kẻ tự cho mình là văn minh, là chân lý, là lương tâm, là đỉnh cao trí tuệ, nhưng lời nói và hành xử thì thể hiện ngu xuẩn một cách cố chấp, tham lam một cách vô độ, dối trá một cách bình thản và tàn ác một cách lạnh lùng. Đi ngược lại với bánh xe lịch sử và sự phát triển của nhân loại, lại không phải là kẻ dại khờ lắm sao? Những kẻ phản quốc hại dân, khấu đầu thớ giặc, rước voi về giày mã tổ, cắm rắn cắn gà nhà, đất nước dành dư cũng bán, chỉ để thỏa mãn cái tôi quyền lực, trở thành quái thai của thời đại ngàn năm bia miệng và trở thành chứng tích tội ác còn ghi lại muôn đời, không phải là kẻ dại khờ lắm sao? Giữa một xã hội quái thai với những nhà lãnh đạo quái thú như thế, nhưng vẫn còn đó những con người dám chấp nhận hy sinh, mất mát, tù đày, đấu tố để đứng về phía sự thật, bảo vệ công lý, trở thành những viên gạch lót đường cho tiến trình văn minh, nhân quyền, cho quốc thái dân an,
cho công lý và bình được hiện diện, như chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chị Trần Thị Nga, anh Nguyễn Văn Hóa, anh Nguyễn Văn Ai, anh Nguyễn Đức Bình, anh Lê Đình Lượng, ông Lê Đình Lượng, luật sư Nguyễn Văn Đại, rồi những giáo dân miền Trung, các hòa thượng, tu sĩ, mục sư, linh mục, thầy giám mục, cũng như hàng ngàn người khác đang là nạn nhân của chế độ bạo quyền và bất công trên mảnh đất ít người nhiều ma này. Đó là một thái độ sống, một thái độ chọn lựa. Hãy bỏ đi những kho tàng ảo ảnh, hãy bỏ đi những hạnh phúc giả tạo trong quà. Đó chỉ là chiếc phao thúng không thể cứu nổi chúng ta giữa biển đời lênh đênh này. Hãy xử sự khôn ngoan và biết can đảm hy sinh cái phù vân để được cái vĩnh hằng. Hãy biết lựa chọn cho tương lai của mình. Nếu được vinh hoa phú quý mà tương lai không được hưởng nước trời thì cũng chỉ là vô ích. Nếu không thông thạo khoa học mà không có đức tin thì tương lai của chúng ta cũng mịt mù. Nước trời là kho báu và đức tin chính là chìa khóa mở vào kho báu ấy. Nếu có chức có quyền, có thể hoan gió gọi mưa, có thể giết người này cho người khác sống, nhưng rồi ngàn năm bia miệng và lịch sử muôn đời ghi dấu tội ác, vậy thì có phải là người khôn ngoan không? Chỉ có những ai sáng suốt nhận ra Đức Giê-xu là viên ngọc quý mới dám bán đi những viên ngọc giả là của cái danh vọng và khoái lạc trần gian mà mua lấy mối tình thâm sâu với người trong cõi đời đời. Chỉ có những ai xác tín rằng nước trời chính là kho báu vô giá tồn tại biên trường mới vui mừng bán đi tất cả những kho tàng phù vân đời này mà mua lấy kho báu bất diệt trên nơi vĩnh phúc. Đức Giê-xu Kitô chính là viên ngọc quý, là hiện thân của nước trời. Chúng ta hãy bán đi tất cả, phải chấp nhận mất tất cả, phải bỏ từ mọi sự để được sống với người, để chọn người làm lẽ sống và để được người là được tất cả. Nước trời chính là kho báu vĩ đại nhất, là viên ngọc quý giá nhất. Chúng ta phải cố gắng, phải hy sinh để kiếm cho bằng được, bởi vì đời là một dịp may, mỗi ngày chúng ta sống là một dịp thuận tiện. Chúng ta có ý chí, có tự do và khôn ngoan để lựa chọn. Vì thế có được nước trời hay không là do chính nơi quyết định của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy cho con biết luôn chọn Chúa là gia nghiệp, là cùng đích và là lẽ sống của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết dùng chính đời sống bác ái yêu thương của mình mà làm chứng cái niềm tin của chúng con và diễn tả cái tình yêu của Thiên Chúa, là cho chúng con biết dám sống và dám chết cho công lý và sự thật. Amen.